như thế này đến với con Nam thì chắc hẳn là anh đã rất là thích bộ truyện này đúng không ạ? Tiến Đạt xin chào tất cả các bạn. Thì thật sự là Tiến Đạt cũng là một fan của Conan. Tại vì khi mà đọc Conan thì mình cũng giống như một thám tử vậy đó. Cho nên là hôm nay không thể nào bỏ lỡ được. Dạ, trong cái story Conan này thì anh thích nhất là nhân vật nào ạ? Thật sự là Conan là nhân vật chính rồi. Còn bên cạnh đó thì Tiến Đạt thích nhân vật ông thám tử. Tại vì là một người thám tử nhưng mà lại không bao giờ mà đoán đúng hết. Và nó tạo cho cái đối trọng giữa Conan và thám tử Mori á. Cho nên là thám tử Mori giống như là một cái nhân vật hài trong cái chuyện này. Cho nên là ngoài Conan, Tiến Đạt thích Mori. Anh đã theo dõi cái chuyện này từ những tập đầu tiên không anh? Có, tập đầu tiên. Và thật sự Tiến Đạt thích những cái đầu hơn. Tại vì nó cho Tiến Đạt cái cảm giác là được làm thám tử nhiều hơn và mình suy nghĩ nhiều hơn. Và những cái tập đầu thì Tiến Đạt cảm giác nó dài hơn. Còn những cái tập sau thì Tiến Đạt cảm thấy nó rất là ít. Mà giống như là câu view vậy đó. Coi có một chút nó gần hết cái nó cắt. Thì theo như Kỳ Nguyên được biết thì ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm 20 năm cái tập đầu tiên của chuyện chiến tranh Conan xuất bản. Theo như Kỳ Nguyên được biết thì cái bộ chuyện này nó vẫn chưa có hồi kết thúc. Thì anh có hy vọng về một cái kết thúc nào đó cho Conan hay không? Nếu mà kết thúc thì Tiến Đạt hy vọng là Conan sẽ trở lại người bình thường. Tại vì Ran cũng đợi Conan lâu lắm rồi. Shinichi anh hả? Hả? Đúng rồi, thành Shinichi đó. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh Đạt. Và chúc anh Đạt có một buổi tối coi phim thật nhiều niềm vui nhé.